Bà con và các bạn thân mến, trong những năm gần đây, các nông hộ ngày càng chú trọng đến việc sản xuất theo chuỗi liên kết hơn vì nó mang lại rất nhiều lợi ích. Với các loại rau quả, thì điều này càng quan trọng hơn để giúp bà con nhanh chóng tiêu thụ được sản phẩm. Phần cuối của chương mục tuần này, mời bà con và các bạn cùng đến với mô hình trồng su su baby theo hướng liên kết cho hiệu quả cao. Trong lúc giá rau có nhiều biến động, lên xuống thất thường, thì tại hộ gia đình chị Nguyễn Thị Mỹ Hoa ở xã Đan Phượng, huyện Lâm Hà, vẫn đang có thu nhập ổn định mỗi ngày với su su baby và trồng ớt. Nhà có 8 sào vườn, vốn trước kia trồng cà phê, do diện tích ít nên lợi nhuận không cao. Từ khi phong trào trồng rau liên kết rộ lên ở Lâm Hà, chị cùng một số ít bà con nông dân tại đây mạnh dạn phá bỏ cà phê và trồng các loại rau để cung cấp cho hợp tác xã. Hiện chị chỉ còn 300 cây cà phê, diện tích hơn 5 sào còn lại đã hoàn toàn chuyển sang trồng su su và ớt, đồng thời nuôi thêm heo để tăng thu nhập. Em mới chuyển làm rau là 2 năm nay, tại vì trong làm trước kia là em có nuôi tầm. Sau khi em đi làm chỗ khác rồi qua bên Mê Linh ở, rồi thấy người ta làm lagim hay hơn thì hai vợ chồng em chuyển về đây và làm cà phê thì không có lời. Thì làm lagim như thế này là như em làm su su với bên Công Thành là 2 sào là 1 năm là em đánh đổ được 1 hectare cà phê. Cho nên là em sẽ chuyển từ cà phê sang trồng rau. Nếu như mà trồng rau với năm nay so với mọi người mà trồng ấy, thì đi theo giá thị trường thì lỗ không có lời, nhưng em thì em đi với Công Thành thì nói chung là không lỗ. Hiện hơn 3 sào su su này cho mỗi ngày khoảng 1,5 tạ su su, giá bán trung bình đạt từ 9 đến 10.000 đồng một ký. Sau khi trừ chi phí thì mỗi tháng thu nhập từ trồng các loại rau trên vườn cũng đạt 20 triệu đồng. Su su baby có thời gian thu hoạch khoảng 1 năm, sau đó chị sẽ chuyển sang trồng các loại cây trồng khác như là bầu đất, bí xanh, mướp đắng, ớt, luân phiên cây trồng để hạn chế dịch bệnh trên vườn. Thì làm như thế này thì đảm bảo được cái sức khỏe cho gia đình hơn. Tại vì khi dùng là toàn dùng là thuốc sinh học chứ mà cũng dùng ít chứ không có dùng nhiều như là dùng các loại thuốc hóa học khác ấy. Chuyển đổi những cây trồng kém hiệu quả sang canh tác những loại cây trồng có giá trị kinh tế cao hơn là một trong những giải pháp giúp nâng cao đời sống kinh tế của người dân. Mặc dù ở Đan Phượng, diện tích canh tác các loại rau củ còn nhỏ lẻ, tuy nhiên, đây cũng là một trong những hướng đi mà chính quyền địa phương nơi đây quan tâm. Trong những năm gần đây thì Đan Phượng thì cái mô hình rau hoa công nghệ cao ấy, thì nó cũng chưa có nhân rộng nhiều. Thì vừa qua chúng tôi đã có thành lập được cái hợp tác xã về nông nghiệp, hai nữa là thành lập được 4 cái tổ hợp tác. Thì có một cái tổ hợp tác là trồng về rau hoa. Đối với địa phương thì cũng đang tuyên truyền vận động cho người dân là có với những diện tích mà cà phê già cỗi, cà phê mà nó kém hiệu quả từ những năm trước thì chúng tôi cũng đang định hướng là bây giờ cũng chuyển đổi dần sang một phần diện tích nào đó. Nếu mà so với giữa cái giá hoa và thu nhập trong một năm thì nó cao khoảng gấp mấy lần so với cà phê. Hiện các hộ trồng rau củ tại Đan Phượng đều liên kết với các hợp tác xã trên địa bàn huyện Lâm Hà để bao tiêu sản phẩm có được đầu ra ổn định. Như vậy, việc phát triển cây trồng hợp lý theo kế hoạch sẽ giúp bà con ổn định sản xuất hơn. Bà con và các bạn thân mến, chuyên mục Chuyện Nhà Nông tuần này xin khép lại tại đây. Cảm ơn bà con và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.